Mùa xuân mới đang về, cũng là lúc những người lính mang quân hàm xanh tạm gác lại niềm vui đón Tết bên gia đình và sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc. Năm nay do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiệm vụ trong những ngày xuân của cán bộ chiến sĩ biên phòng càng trở nên nặng nề hơn. Trước biên phòng Sấn Pản, đồn biên phòng Nậm Chảy, huyện Mường Khương, trái với sự rộn ràng hối hả đón xuân nơi khắp mọi nẻo đường, cặp mắt của những người lính biên phòng vẫn lặng lẽ hướng về bên kia biên giới. Các anh đang phải căng mình bám sát đường biên để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh ở ngay tuyến đầu. Gia đình thì ai cũng nhớ, nhưng nhiệm vụ là trên hết. Đối với các anh, đây là công việc thiêng liêng và rất đỗi tự hào. Xảy ra những cái dịch bệnh như này, chúng tôi xác định tư tưởng đầu tiên là phải thực hiện nhiệm vụ đó, xong rồi động viên về gia đình, công việc của người cha mà không thể về đón Tết cùng với vợ con. Đấy, chúng tôi cũng vẫn thường xuyên gọi điện động viên vợ con. Với chàng tân binh này thì đây là cái Tết đầu tiên xa nhà, bỏ lại nỗi nhớ nơi hậu phương. Nhưng trái tim tuổi đôi mươi đang háo hức chứng kiến giây phút đất trời chuyển mình tại nơi phên dậu của Tổ quốc. Với sự quan tâm động viên của đơn vị, của đồng đội và tình cảm nồng ấm của người dân nơi biên giới, người lính trẻ đang được hưởng niềm vui khi Tết đến xuân về. Được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền và cán bộ trong đơn vị và cũng thông qua các cái hoạt động địa phương thì cũng làm cho tinh thần phấn khởi rất nhiều. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên năm nay 100% cán bộ chiến sĩ biên phòng Lào Cai phải ở lại trực Tết. Các đồn trạm đều đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho cán bộ chiến sĩ trong những ngày trực Tết. Sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng giúp cho những người lính đang làm nhiệm vụ ở nơi tuyến đầu Tổ quốc thêm ấm lòng. Là Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với các lực lượng, với chính quyền địa phương chăm lo cái đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ thực hiện cái nhiệm vụ trên biên giới trong dịp Tết, để cán bộ chiến sĩ yên tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ ngăn chặn cái dịch bệnh không cho lây lan vào nội địa trong cái thời gian diễn ra Tết Nguyên đán. Với những người lính mang quân hàm xanh, việc đón Tết xa nhà đã trở thành quen thuộc. Vì nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các anh đã sẵn sàng cất nỗi niềm riêng, vượt qua mọi khó khăn, vất vả để vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả và được đón Tết ấm áp, vui tươi bên đồng đội.